Nghe điệu hả? Có tự bắt được chứ. Tự làm đi. Tự làm hả? Ừ, tự làm luôn. Mình là nhận là dạng beatbox luôn nè. Ừ. Thôi, em nghe mát mát rồi. Thôi, hai. Hi, xin chào các bạn. Đến với kênh Tâm Lê Vlog. Hi, xin chào mọi người. Nay em bệnh, em nói chuyện hơi nhỏ, mọi người thông cảm cho em nha. À, hôm bữa anh Tâm có thử thách cho em á, mà đó giờ em chưa nấu cơm lần nào, là em cũng không dám chắc nữa. Với lại em không có sầu riêng, mà bữa em mệt mệt á nên không dám chơi. Anh hẹn lúc nào em khỏe thì em sẽ chơi thử thách với anh Tâm. Chứ là bữa em bệnh mà anh Tâm cứ cứ nói yếu quá, tiếng yếu quá em. Mà sợ em có yếu không? Thì tại do với lại trước giờ em chưa nấu cơm củi lần nào. Nấu cơm điện thì em có nấu rồi. Thì chưa, người ta mới dám đó. Mới chơi thử thách chứ. Còn nấu cơm củi thì em sợ em nấu thành cháo luôn. Hay vậy mới làm chơi thử thách chứ. Mới vui chứ. Với lại, chứ còn mà biết nấu thì thử thách để làm gì nữa. Với lại em đang em đang bệnh mà giờ em ăn vô sự em nói sao em chưa ăn đó bao giờ, bữa nay em không biết ăn. What the hell? Sầu riêng mà không biết ăn. Ai cũng nói vậy hết luôn, không biết sao nữa. Ai cũng nói nãy ngu mà em thấy em ngu chỗ nào luôn trời. Với lại mà em ra chợ em thấy máu đó cũng mắc thì giờ thấy ai cũng đề cập tới. Bạn bè thì rồi kêu bình luận vô nói là làm em thử thách ăn sầu riêng. Chơi thì bữa mốt em sẽ tập ăn thôi. Từ từ em sẽ tập ăn hết à. Còn một món tướng không ăn nữa, không biết ăn nữa nha các bạn. Món này là món chấm. Hôm nay mình làm ẩm thực nha các bạn. Hôm nay mình làm bò nướng lá lốt các bạn. Đây. Hai anh em nướng nãy giờ cũng sắp xong. Dạ. Tuấn có gì muốn nói với các bạn nữa không? Thì em bữa em bệnh thôi. Để bữa nào em khỏe thì em làm thử thách với anh. Dám chơi không? Dạ. Trời, có gì đâu mà không hết. Em đó giờ có chuyện gì mà không dám đâu. Dòm vô đây nè. Dám vô đây. Dám mạnh mẽ lên, dám rồi yếu xìu hả? Dám. Mạnh đúng mạnh mẽ chưa? Mạnh lên đó. Dám. Tại em đang bị đau họng á mọi người. Nên em nói chuyện hơi nhỏ chứ không phải là em không dám đâu. Nó đau họng bữa giờ ghê quá các bạn. Bữa nào mình thử thách ăn sầu riêng 6 ngày 6 đêm với anh Tuấn, cho anh Tuấn mới biết sợ là gì. À, nhưng mà quên nè, để nói lại nè. Là nếu mà thua là ăn một muối thôi chứ. Ừ, thì chơi cho em ăn một muối thôi chứ ăn đâu ăn nhiều đâu. Ăn mà bớt ăn nhiều thì chết luôn cái trời. Muối à, không cần nhiều. Còn thắng là được gì? Thắng được 200. Đó. Nghe thắng thì nghe ham chứ vậy, nhưng mà khó ăn lắm. Nhưng mà giờ cái tiêu đề đó giờ mình đưa ra tướng vậy nó sẽ tập mà nấu là nó bắt vui rồi. cái gì đó nó phải bất ngờ nó mới vui đúng không các bạn? Tướng mà nó chơi chiêu rồi. Không có, thì bỏ em bệnh thiệt mà. Chứ không lên chơi rồi. Rồi ok. Bữa nào nha. Có về tập không? Hai, xin chào các bạn. Mình với Tuấn nãy giờ cũng mới vừa nướng bò nướng xong các bạn. Mời các bạn ăn bò nướng với mình nha. Mời mọi người. Rồi. Bò nướng lá lốt các bạn. Này mình tự nướng nha mọi người.
Bữa mình làm thử thách Tấn mà Tấn không dám chơi mấy bạn ơi. Bữa mình làm thử thách nấu cơm củi các bạn. Mình biết Tấn đó giờ là dữ lắm thì Tấn nó đôi khi nó nấu cơm điện còn chưa được nữa, nên cơm củi nó mình nghĩ là không nấu được các bạn. Nên bữa mình thử thách mà nếu mà Tấn thắng thì được hưởng 200.000, mà thua thì sẽ ăn sầu riêng. Mà Tấn thì không biết ăn sầu riêng, nó đâu dám chơi đâu các bạn. Tấn nó đừ nữa. Hồi bữa là do em bệnh thôi, chứ không em cũng chơi rồi. Bữa em lúc đó là em bị nghẹt mũi á, với lại đau họng nên em không chơi. Chứ bình thường là anh Tâm ngủ về không chơi. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Tâm ngủ mì cay cấp độ 7 em chơi với anh mà. À, hả? Sẵn em nói luôn, hình như là từ cái bữa đó em ăn mì cay xong á, cái em bị đau họng hay sao á. À, chắc nóng quá. Đau họng rồi cái nó mới hành bệnh em. Nhưng mà em không biết là do đó hay sao nữa, là tại vì em ăn xong cái buổi tối á, cái em ngủ á. À. Nó ngủ vậy cái nó đau họng mà em uống nước là nó đau mà nó chảy máu luôn á. À vậy hả? Lúc mà em khọt nó chảy máu luôn á. Em có nói với bạn em nữa. Là ăn mì cay bữa đó giờ chảy máu luôn hả? Đúng rồi, chảy máu luôn. Dữ vậy ta. Thế chứ cái clip bữa mình làm ăn mì cay cấp độ 7 các bạn. Nên cái đó là các bạn nên đừng có thử nha các bạn. Nó rất là có hại cho khỏe. Không đau tử thì nó cũng bệnh này bệnh kia các bạn. Mình chỉ là nghĩ là ăn cay thôi. Tấn nhiệt tình quá ăn hết luôn các bạn. Mình nghĩ em chờ Tấn... khúc sau mình ngồi cười em chờ khúc sau ai về không có khúc sau. Tấn nó nói giờ mình mới thử rồi, nó cố gắng nó ăn lại tí xíu nữa quay nó cười lại mình các bạn. Nhưng mà Tấn nó không có nghĩ là Tấn đang bị trôi các bạn. Bữa xong á, mình nói tính tiền á, Tấn hơi bị khục hẳn luôn bạn. Bất ngờ luôn. Cảm giác khó tả. Bò nướng lá lốp này ngon lắm bạn. Ăn ngay sao? Tuyệt vời. Tại vì em nướng mà. Tấn hay vậy chứ gì cũng biết làm mà. Nãy cuốn bò nướng, cuốn bò, cuốn lá lốp mà, cuốn đẹp lắm. Em cuốn được không? Cái gì? Em nướng được hai cái. Gì vậy? Ủa gì vậy? Nay Tấn nó còn bệnh á, đau họng nghẹt mũi á. Nói chuyện hơi nhỏ, các bạn thông cảm nha. Cái bữa đó em mới để ý. Tại em nói anh lần đầu em ăn mì cay mà. Em không có nghĩ là nó bị nặng vậy đâu. Thì anh cũng không nghĩ là nó bị ấy gì rồi, chảy máu gì rồi. Lúc ghét em khẹt ra cái em mới nói nó, mà nó nói chắc đang bị cay gì, cái em mới nghĩ ra. Bữa đó luôn tối rồi đúng không? Tối rồi sáng ngủ dậy. Cái đó mình nghĩ là chắc bị tổn thương mà. Các bạn đừng nên làm theo các bạn. Ngon không bạn? Rất là ngon, rất là ok. Các bạn nhớ coi video, nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha.
cái bình luận bên dưới này kia rồi nữa nha các bạn, để mình có động lực làm video mới nữa các bạn. Yên tâm, anh nói rồi, điểm yếu em hết vậy rồi, lỡ rồi mà mọi người kêu em anh thử thách với em vậy cái em chết luôn quá. Không quá không, mọi người yêu cầu thử thách là anh phải làm, mà anh cứ nói hết điểm yếu của em rồi. Đâu có không, sự thù riêng mà. Rồi, chưa nói phải không, chưa bật mí hả? Chưa. Thôi đừng bật mí nha. Chấm đi. Chấm được, ngon. Rồi ngon. Ok. Mắm nêm bạc. Ngon tuyệt vời. Nhất cái nách luôn. Khám chưa? Khám gì? Nhất nách. Dạ coi coi có bị sao không chứ nhất nách nè. Đừng dính cái cánh tay được. Ngon lắm các bạn ơi. Bò lốt đặc biệt không ngon. Nhà làm. Mời bạn ăn nha. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn nè. Ăn nha. Mời bạn. Mời các bạn. Mốt là em làm thử thách tháng này 6 đêm. Tháng này 6 đêm ở 20 năm. Thử thách 6 ngày 6 đêm ở 20 gì đó. Quên tiêu rồi. Thử thách 6 ngày 6 đêm ở ngoài mưa. Vợ kêu không dài. Đúng rồi. Hỏi gì nữa? Vợ đang nỉ cô không vô. Hỏi gì nữa? Quên luôn. Rồi hết rồi. Get go. Get go. Nani? Câu đó là cái câu logic của người ta mà thiếu rồi sao được. Ok ok. Có thiếu sót. Ngon không bạn? Mỗi lần mà quay clip làm về thực phẩm á, thức ăn làm ẩm thực, làm ẩm thực á, thế như là có một cái siêu năng lực gì nó dịnh cái bỏ là thấy anh em không nói được gì chứ, tức là em không nghĩ ra được gì để nói luôn. À mình biết siêu năng lực gì mà siêu năng lực đồ ăn á. Là mình cuốn vô mình ăn á mình quên luôn rồi. Đây mình đang muốn suy nghĩ gì đó cái mình ăn cái mình ăn luôn cái suy nghĩ đó luôn rồi các bạn. What the hell? Vậy. rồi. Nếu anh tập nói vậy không? Vậy mốt á mình có quay clip á mình đi phụ hồ. Để cho nó ra nhiều suy nghĩ. Dạ hả? Đúng không? Nếu mà ăn thì mình tập trung rồi ra nhiều suy nghĩ để mình suy nghĩ. Hay mình đi làm cái việc gì đó. Hay mình chạy bộ, ví dụ. Dạ hả? Các bạn muốn mình review món ăn gì á, hãy bình luận bên dưới nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bắn tim những người like đăng ký mo mo. Ngon quá mà. Cái này mà mình ăn với cái gì ta? Mình ăn với bún nữa được không ta? Được. Này kẹp bún ăn nữa. Cái bún vậy phải đi với bánh tráng nữa hả? Ai muốn ăn bánh tráng nữa thì quán bánh tráng nó cũng được. Mà muốn ăn kẹp rau sống không vậy cũng được.
chung là ăn kẹp thêm bún ăn cũng ngon. Đâu hồi luôn. Em á, lâu rồi em chưa hát cho mọi người nghe. Hát nữa hả? Mố em không. Mố em sẽ em sẽ làm một cái gì ta? Live show à? Đúng rồi, mà một cái live show. À. Em hát giống như hồi bữa vậy á, giống như clip tắm ở ngoài mua bài á. Ừ. Đó. Làm em hát từ đầu đến cuối vậy á. Hát vậy nó mới đã. Hát miếng miếng nó không đã. Tấn là muốn làm ca sĩ nha các bạn, làm ca sĩ Phan Văn Tấn nha các bạn. Ví dụ á, em muốn hát cho anh nghe khúc này xong phải không? Ừ. Cái hồi cái em muốn nói ủa sao mình không hát khúc kia ta? Sao mà mình hát khúc này mình không hát khúc kia? Ừ. Đó, nó vậy nên là mình hát hết luôn, hụt nhiều hát hết. Dạ. À. Y như là dạng liên khúc á bạn. Làm liên khúc á bạn. Em hát dở mà em phải hát chứ. Em hát dở mà em phải hát. Đồng gáp nữa nè, đồng gáp đó. Giờ em sẽ thể hiện một khúc gáp cho năm thưởng thức vào. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Thưởng thức. Được không? Hôm nay bệnh gáp được không? Ổn không? Thì vậy thử thôi sao? Rồi ok. Nháp coi như nháp. Rồi ok, thử đi. Gáp tên gì như thế nào giới thiệu cho các bạn biết bài rồi tên ca sĩ rồi nhạc sĩ rồi. Em định là gọi là sao ta? Cái đó gọi là bê đồ hay là cái gì? Đó gọi là kiểu em định bê đồ. Tự suy nghĩ ra. À, tự suy nghĩ ra, tự gấp. Ý là Tấn tự sáng tác luôn nha các bạn. Đó. Đúng không? Đúng rồi. À. Tự suy nghĩ ra, tự gấp một khúc. Chứ không phải là gấp nhạc của ca sĩ. Ok. Tấn tự sáng tác, tự gấp luôn nha các bạn. Rồi ok. Rồi làm khúc nhẹ cho các bạn. Nhưng mà không, nghe không, thử à. Không có bass các bạn ơi. Bass là sao? Bass là nhạc, giai điệu. À, bass nhạc, giai điệu hả? Có tự bắt được chứ. Tự em làm đi. Tự làm hả? Ừ, tự làm luôn. Mình nhận là về bít bốt luôn rồi. Ừ. Thôi, em nghe mát mát rồi. Thôi, coi như em chưa nói gì hết. Ủa à, hôm nay món bò lá lốt này rất là ngon các bạn. Làm là nhà làm nha các bạn. Hồi nãy em có làm nữa. Nói chuyện chủ đề hay bị nhanh luôn các bạn. Nó lặng như là bánh tráng. Nó hát không được. Nó nói bò nhà làm luôn rồi. Chắc mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Và bấm vào cái chuông á để xem video mới nhất của mình nha các bạn. Các bạn nhớ bình luận bên dưới cho mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Thả tim. Hết nổi anh không? Hết số đó đi. Thôi, hết số đó bỏ. Hết nổi luôn hả? Hồi nãy em định lấy cái cây bự ăn nữa cho ấy mà. Rồi hết nổi.